Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Hiện tại trước mắt các bác đây là một đôi loa mà em vừa lấy ở nhà xe về. Đây là một đôi loa gửi đi khu công nghiệp Quang Châu, Bắc Giang. Thôi thì em cũng nhân tiện đây cũng mượn luôn bác khách này để nói chuyện luôn về một số vấn đề mua hàng ở trên. Một số bác là mua hàng thực sự là hơi bẩn. Đấy, thật cao luôn. Em vẫn còn tôn trọng bác, ok. Cũng sẽ giấu số điện thoại của bác. Đấy, cũng không công khai đây. Nhân tiện đây cũng nói các bác luôn. Thứ nhất, về sơ qua, đó là một số bác khách là mua hàng là thực sự là rất là tính toán và rất là bẩn. Đó là bẩn cực kỳ luôn. Đấy. Thì thứ nhất là đôi loa này của bác khách ở khu công nghiệp Quảng Châu, Bắc Giang. Thì các bác biết là em bán hàng gửi xe loa, kể cả loa 40 bao nhiêu. Em không bao giờ yêu cầu các bác cọc. Bởi vì thứ nhất là em muốn các bác thoải mái. Thứ hai là em cũng không có làm mọi người phải ràng buộc. Đấy. Thì đây là một bác khách mà ở Bắc Giang mua một đôi loa HZ. Thì các bác biết là HZR12 của em hiện tại giá em đang bán là 11 triệu 500 cơ. Đấy, 11 triệu 500. Đúng ạ, là giá chưa bao gồm phí ship. Thì cái phải nói một thôi. Ông khách này ông mua hàng của em là các bác luôn. Ông ngồi ông kỳ kèo, ông ngồi nói đố cái kiểu rồi thế này thế kia. Thì các bác là thôi 11 triệu bán để dành 11 10 bác 11 triệu thế này thế kia. Thì bác nói thật các bác là đầu tiên em không bán. Thì cứ ngồi nói mãi thì ok, thôi em đồng ý cho. Đấy, để thôi để bác 11 triệu kỷ niệm. 11 triệu xong là kỳ kèo phải bao cước nữa. À, thế này thế kia. Đấy, đủ các kiểu. Thôi sau rồi em cũng thật các bác là cũng mệt thôi, em ok, đồng ý luôn. Thì em bán là bác khách này đây. Với giá là 11 triệu bao cước là bên gửi, là bên gửi là em là người trả cước. Đấy. Và em còn cẩn thận, em còn gọi ghi thêm một cái chữ là gọi báo khách trước 1 giờ trước khi nhận hàng. Đấy, để cho bác khách chuẩn bị hạ xe để nhận hàng. Thì đôi loa này em gửi cho bác khách. Đấy. Thì hôm đầu thì em có thông báo bác luôn là hôm đầu thì do là xe nhà xe nó bị lỗi, nó không chạy được, cho nên là sang ngày mai thì mới gửi được. Đấy, thì em còn trước khi em gửi em còn gọi cho bác khách luôn là bác có nhận được hàng hay không. Đây, bác có sắp xếp được thời gian nhận hàng không, nếu nhận được hàng để cháu gửi hàng, nếu không thì để hộp khác hoặc là để cho ngừng lại cho gửi nữa. Đấy. Thì trước khi em gọi em sẽ gọi rất là em hỏi rất là rõ ràng luôn, em chắc chắn là phải xin phép luôn bác nhận được hàng em mới gửi, chứ còn nếu không giờ em tự động em gửi. Bởi vì thứ nhất là em biết là đôi lo là đi cứ về, nếu mà em gửi các bác không nhận được hàng là em sẽ bị mất tiền cứ rất là nhiều. Thì bác khách đồng ý ok cứ gửi cho bác thì bác nhận hàng bình thường. Đấy, thì em gửi hàng đến nơi thì bác khách bảo là hôm nay tao không nhận được. Đấy, hôm nay tao không nhận được, nói chuyện rất là khó chịu luôn với em. Và hôm nay không nhận được hàng, bây giờ tao thuê được xe ôm mất 200 ngàn, mày trả tiền thì tao nhận không thôi. Em thật các bác chứ em đâu có đi ăn xin đâu các bác. Rõ ràng là trước đó em đã xin phép qua điện đàng hoàng luôn. Ok là em mới gửi chứ em không phải ép. Đấy, mà kể cả bác có gửi, bác có thuê xe ôm hay bác có thuê ai em không quan trọng. Đấy, em gửi xe thì bác đến, bác không thuê xe ôm thì bác mà tự đi bác nhận rồi mà. Tiền sang bác phải mất chứ. Hoặc thế này thế kia. Bởi vì nếu gửi xe thì tiền cước rất là rẻ, chỉ 250 thôi. 150 tiền cước thôi, nhưng bác gửi bưu điện hết 300-400 thì bác muốn chọn một cái đường rẻ hơn thì bác đã chọn gửi xe rồi, em không ép. Em bảo bác gửi bưu điện được mà bác không chịu, bác gửi xe cho rẻ cước thì cái đó là chuyện bình thường, bác phải đi lấy thôi. Bây giờ cái tiền xe ôm liên quan gì đến em mà bác bắt em phải trả tiền xe ôm, thì em bảo bác hoàn toàn không đúng. Đấy, và nó rất là khó nghe, thực sự những cái câu khó không nghe với em. Và em bảo thôi bác ạ, bây giờ hàng đến thì bác mới đầu bác giở trò để bác chơi cái trò là kiểu như là đến rồi bây giờ nếu cho hoàn về là mất cước gấp đôi nó chắc nó phải chịu rồi, thì đã nhầm rồi. Em luôn luôn nói các bác đã nhầm rồi. Đôi loa này cước đi cước về em mất 300, một chiều 150, đi 150 về 150, em mất 300 tiền cước. Mặc dù ông khách đã trả giá em có 200 ngàn thôi, nhưng em mất đứa 300 tiền cước cho hoàn, em mà cho hoàn về. Đấy, đó là sự tôn trọng các bác ạ, không nên làm đó. Và cũng có những người các bác, có những người là còn như thế này nè, em gửi hàng đi á, em đã bảo là bác ơi gửi xe thì cước rẻ hơn một chút, nhưng mà bắt buộc là bác phải ra xe bác lấy, hoặc là bác quay chỗ nào bác đón được thì bác báo em để em gửi hàng. Có nhiều người em gửi hàng đến nơi ok xong nó là gọi điện lại chơi cái bài này chứ, mang loa tận nhà tao lấy không thôi. Bởi vì các ông nó biết là em không yêu cầu cọc và các ông không mất gì cả. Và bây giờ nếu mà bây giờ mà không mang tận nhà, không mất, không cho các ông có tiền xe ôm hoặc là tiền taxi đến tận nhà thì các ông không nhận hàng thì mình mất tiền cước. Tiền cước thì cước về mình mất cả.
Cho nên là chơi những cái bài đó thực sự là khi đã người bán là tin tưởng nhau rồi, tin tưởng các bác rồi mà các bác chơi được đó thực sự là không đẹp. Em thật là chơi vậy là không đẹp. Đấy thế thôi. Chứ còn bác khách này nó thật với bác luôn, nên là em cũng thật là bác chẳng bao giờ em bán hàng cái bác lần thứ hai. Thứ nhất là em đã rất là nể. Bác nói chuyện nhiều thì em đã bớt bớt bác này, rồi còn báo cước này. Đấy. Nhưng mà sau đến bác còn giữ chứng, bác còn yêu cầu đòi cái này để được đứng chân lên hàng đầu, thực sự em các bác anh em bán Long Thành cũng nên cẩn thận những chuyện này. Em đã dính rất là nhiều trường hợp mà gửi hàng đi xong là khách bắt đầu đến nơi, khách bắt đầu giở chứng. Đấy, kể cả bưu điện cũng vậy luôn. Khách bắt đầu giở chứng, người ta cọc cũng có 200 ngàn, đôi loa cước đến 5-600 ngàn. Bắt đầu người ta giở chứng, bây giờ mày báo ship về tao nhận không thôi. Đấy, người ta chơi cái bài là kiểu là nếu mày không cho tao, mày không bớt tiền cho tao á, thì tao kiểu là tiền cước mày gấp mất hơn nhiều hơn. Có những đôi cước, có những đôi loa em đi cước hết 1 triệu đồng. Đấy, cước đi cước về 1 triệu đồng. Đấy, trong khi người ta bảo là bớt cho tôi, mày bớt cho tao 200-300 ngàn tao mới nhận. Em thật các bác là mặc dù là bớt 200 ngàn thôi, nhưng mà mất 1 triệu em vẫn mất 1 triệu. Đó là sự tôn trọng, đó là sự chơi đẹp. Đấy. Có những đôi loa em về mất 1 triệu đồng, em mất cả triệu đồng luôn, em vẫn cho hoàn. Bởi vì chơi cái nó phải rõ ràng các bác. Nếu các bác xin bớt em thì bớt từ đầu đi. Ok, anh em nói chuyện từ đầu nó dễ dàng. Nhưng mà đợi lợi dụng đến khi hàng đến rồi ấy, bắt đầu với quay lại để mà làm việc chơi bài ngữ với nhau, lúc đó thì hoàn toàn nó không còn đẹp nữa. Và em sẵn sàng là mất 1 triệu, 2 triệu, kể cả 10 triệu được cước em cho hoàn. Đó là chuyện rõ ràng. Cho nên là các bác khách cũng đừng có chơi cái nghĩ như thế. Nó cũng chẳng đáng bao nhiêu cả. Và thực ra là đôi loa này ngày hôm nay về, đúng là em không nói đâu, nhưng mà em cũng mượn đôi loa này một. Thực ra nó thật là có là một ngày em rất là nhiều. Tuần nào cũng có những người như vậy cả. Nhưng mà ngày hôm nay thật sự là bác khách này bác nói em rất là khó nghe. Và hôm nay em thôi em nói luôn. Thân tiện em nói là bác cũng không nên làm thế. Người bán hàng người ta cũng khó khăn, cũng khổ. Cũng có những cái này cái kia. Đấy. Chúng ta đã nói chuyện được từ đầu rồi, ok rồi thì lần sau nên chơi đẹp với người bán hàng nữa. Chứ không nên chơi cái bài kiểu này, rất là chán các bác nhá. Đấy, cho nên là bác khách ngày hôm nay em nói một buồn một chút thôi. Bác khách cũng nên suy nghĩ lại. Đấy, em đã nhiệt tình, chưa có ai bớt em bớt đôi loa này, bác đã được em bớt tiền này, đã được em báo cước này, nhưng bây giờ đến nơi bác lại còn chở để bác chơi cái đó thì em hoàn toàn là em thấy chơi không ok. Bác khách nha, thế thôi.